rất tình về với quê hương nè, bài này dễ thương lắm. Rồi em sẽ giao lưu với anh trai bài rất tình về với quê hương nha. Mời cả nhà mình cùng nghe. Sau bài hát này Kim Ngân sẽ giao lưu với lại anh Lê Nam. Anh xin đưa em về, về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt trăng. Đèn trăng treo tuốt trên cao, ánh sao chưng một ngọn nến, lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Xin theo anh về, về quê hương ta sao. Xin đưa em về miền quê hương tươi thắm, phải anh à. Với niềm vui trải theo từng bước chân trên đường xa thăm thẳm nhịp cầu tre xinh xắn kia. Xúc động bồi hồi qua lũy tre con đường làng mở rộng, đón bước chân người ly xứ trở về quê. Hàng tre nghiêng mình là... che bóng mát, mùi rã thơm nồng mùi vị quê hương. Bày sáo hiền lành nhảy tung tăng, em cảm ơn anh ca sâu sao như chào như đón. Hello chị Phan Mộng. Dạ cho em hỏi là mà anh đang ca với em là ai vậy ạ? Rồi mùa qua chung đỏ lên cho anh viết tình ca hát với lại anh số đỏ với quê hương. Không thấy gì đâu. Em thấy không em, quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời.
quê hương tuyệt vời, nước mát hoa thơm. Ôi nước mát hoa thơm đưa tình ta đi cảm tới giấc mơ tuyệt vời. Theo anh về, về quê hương ta đó, em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường tre che mát đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm mát hương hoa, hỡi em theo anh về nhà. Vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh về nhà. Em đã thấy quê hương anh nước biếc trời xanh, dòng sông nhỏ rồi chúng mình qua mấy mảnh vườn ngồi ở cầu ao, rồi kể em nghe chuyện thoáng thơ thành ảnh quê những ngày anh mới lớn, để hai đứa ta có cùng chung đi vàng gắn chặt tình thương vào mảnh đất hương hiền. Anh Nam ơi, anh Nam bình luận cho lại cho em đi Nam. Sau bài này Kim Ngân sẽ giao lưu với lại anh Lê Nam. Và sau anh Lê Nam là anh cả Nguyễn Hồng Sen. Rồi hai đứa mình tay nắm lại tay, ta dắt chiều nhau. Anh Nam ơi, comment cái kênh YouTube anh lại nha. Em có thấy không? Kìa, cảnh đằng xa đó, mảnh trăng vàng nằm dưới đám cao. Hello, anh Nguyễn Dương, hello, chào Hưng. Không biết mẹ ngủ say rồi hay còn thao thức năm canh, để chờ đợi thằng con bấy lâu xa xứ. Sẽ nếp mình sao vách lá mà gọi mẹ. Mẹ ơi, con của mẹ nay đã về rồi. Anh sẽ chờ nghe từng bước chân quen thuộc và giọng nói ngọt ngào mà tràn ngập niềm vui. Cái bé hết sức là dễ thương, giao lưu với Kim Ngân trong buổi trưa ngày hôm nay nha.